Thưa mẹ thì giờ thì con chẳng hỏi mẹ ngắn gọn. Con trai quay ra cái chưa ấn được cứ cầm thì chơi sáng mai cũng quay. Cầm rồi, quay rồi. Thế thì mẹ được sử dụng cái sản phẩm tinh dầu sông đỏ này. Đầu tiên thì mẹ nhìn thấy là cái mẫu bây giờ nó có khác mẫu của ngày hôm trước không ạ? Ngày hôm trước mẹ mua hộp được có mấy hộp ạ? Mua cái hộp này là trước có 5 hộp. Có 5 hộp thôi đúng không ạ? 5 hộp nhỏ thôi đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì sao ạ? 6 hộp rồi. Thế thì mẹ cho con biết là cái tinh dầu thông đỏ của mẹ thì mẹ dùng kết quả, mẹ dùng trong suốt thời gian qua mẹ dùng kết quả như thế nào thì mẹ có thể cho con trai biết ạ. Mẹ kể cho bố mẹ nghe tác dụng của tinh dầu thông đỏ, khi mẹ thấy mẹ dùng tinh dầu thông đỏ để kết quả ra làm sao và kết quả như thế nào thì bố mẹ sẽ cho các con được biết. Không cần đấy. Thì con trai sẽ ghi lại cái hình ảnh và video 50 năm sau, 60 năm sau vẫn mở lại để vẫn xem được. Nhưng mà con trai có thể cắt lại video từ bây giờ, từ ngày trở đi ạ. Thế thì báo cáo mẹ thì mẹ đến Vigen gần như từ những ngày đầu tiên đến bây giờ rồi. Thế thì Vigen bây giờ hoạt động năm thứ 3 rồi. Có đúng không ạ? Thế thì trong đây thì mẹ sử dụng nhiều cái sản phẩm của công ty Vigen. Có giường, có thảm, có massage chân, có đai, có đủ thứ. Nhưng mà trong đó có một sản phẩm cực kỳ đặc biệt, đó chính là cái sản phẩm thanh lọc máu tinh dầu thông đỏ 100% nguyên chất của Hàn Quốc mà bố mẹ đã sử dụng trong vòng hơn 1 năm qua. Vậy con xin hỏi mẹ, con của con, mẹ bên con là trước khi mẹ sử dụng cái sản phẩm của Vigen, đặc biệt là tinh dầu thông đỏ, thì mẹ thấy các cái triệu chứng trong cơ thể của mình như nào, sức khỏe của mình như nào, và sau khi mẹ sử dụng cái tinh dầu thông đỏ của Hàn Quốc này thì mẹ thấy kết quả mình đã được như nào và sức khỏe mình cải thiện ra làm sao thì mẹ có thể cho các bố mẹ được biết ạ. Xin mời các bố mẹ chú ý lắng nghe, trân trọng kính mời mẹ. Vâng, thưa các ông bà và các anh chị em trong phòng máy Vigen, tôi đến đây phòng máy này là được hơn 2 năm rồi. Thì tức là tôi cũng là người mà nói thật với cả nhà, tôi cũng ham được sống lâu hơn, cho nên là tôi cũng cứ là mua nhiều, thế cho nên là nói thật với cả nhà như thế. Thế mà riêng tôi thấy là người tôi thì có khỏe hơn trước rất nhiều. Thế mà trước đây thì tôi là báo cáo với cả nhà là nếu tôi chưa đi thì nước tôi là đã hơi cộng cộng rồi, nhưng đến bây giờ thì là cũng tương đối là ngay, tuy chưa được là ngay lắm nhưng mà cũng tạm được so với tôi. Thế là thứ nhất. Vâng. Thứ hai là cái thanh lọc máu này. Trước đây chúng tôi thì tinh dầu thông đỏ, ông tôi đang nói là trước khi sử dụng cái tinh dầu thông đỏ này thì tôi đến bệnh viện, nếu có mỗi lần thử máu thì tôi cũng cứ đi thử máu đấy thôi, thì để chỉ để xét nghiệm xem là có viêm gan này, rồi có những cái gì mà máu nhiễm mỡ hoặc các thứ thôi. Thế nhưng sau khi mà cái phòng máy này có cái máy về xét nghiệm máu đấy thì tôi thấy là tôi cũng có những cái máu gục. Thế mà tôi đi tôi uống thì đầu tiên nói thật với cả nhà nó uống khó uống lắm, tôi uống thì tôi rất ngại, vì nó cứ đưa lên cái này là tôi không chịu được. Thế nhưng về sau đó thì tôi uống từ trưa cả nhà, báo cáo với cả nhà thế, nếu hôm nay chúng ta không mua thì sau ăn trưa chúng ta không uống thì nó không đưa lên thì rất dễ chịu. Thế mà sau khi tôi dùng xong cái tinh dầu thông đỏ này thì tôi đi xét nghiệm máu ở bệnh viện, thì tức là cái phần máu cục trước đó tôi nhận mỡ máu này, mỡ gan này và cái máu cục thì có cả đấy, thì đến bây giờ thì hoàn toàn không có máu cục nữa rồi. Thế còn mỡ máu thì vẫn còn như cả nhà, chứ bởi vì là cũng không sao và tránh khỏi được, bởi vì là chúng ta thì đại đa số là chỉ nhiều ít thôi, chứ nếu chúng ta đã đi xét nghiệm thì cũng hay bị mỡ máu. Thế còn mỡ gan của chúng tôi giờ là đã lỏng hẳn, là không có mỡ gan và cũng không có máu cục. Thế cũng chia sẻ với cả nhà như thế. Thế còn có sao thì nói vậy, chứ không dám nói hay mà cũng không dám nói thêm nói bớt gì cả. Thế thì cái chào phòng máy của chúng ta có một sức khỏe rồi sao, và chúng ta sẽ đến cùng nhau đến đây để thứ nhất là chúng ta bảo vệ sức khỏe chúng ta, thứ hai là động viên giúp đỡ các con để cho cái phòng máy thì nó duy trì được lâu, thì chị em mình càng kéo dài tuổi thọ. Thế thì hết cái chào hết rồi nghe. Hôm nay lên truyền hình hết này, nhưng mà người mình truyền hình mình có khác nữa. Vâng, không có gì đâu bố mẹ. Thì có nào nói thế. Có
người thật việc thật. Thế thì con xin hỏi mẹ như này, thì mẹ thấy cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ, cái sản phẩm tinh dầu thông đỏ nguyên chất 100% của Hàn Quốc như này, mẹ thấy có tốt không ạ? Tôi thấy là rất tốt, nhưng mà trước đây là chỉ có 5 hộp thôi, tôi mua chỉ được có 150 viên. Bây giờ là bao nhiêu viên ạ? 180 cơ, bởi vì mỗi hộp này là có 30. Vâng. Cho nên là giờ nó hơn trước, còn cái chất lượng thì chắc là nó nhiều viên hơn, và là đồng thời là ngày một tân tiến hơn thì nó chẳng tốt hơn. Dạ. Cho nên là tôi, đấy là tôi dự đoán thôi, chứ còn thì chưa biết thế nào cả. Vâng. Bố mẹ thấy là mẹ con bảo là tinh dầu thông đỏ, có tốt không bố mẹ? Tốt. Có tốt không bố mẹ ơi? Tốt. Con khẳng định với bố mẹ là không tốt thì con lại gửi lại tiền, biếu tiền lại trả cho bố mẹ, đúng không ạ? Và biếu bố mẹ hộp ấy luôn. Và bố mẹ dùng thì bố mẹ đã khẳng định rồi, bởi vì bố mẹ đã được dùng rồi, chứ không phải là chưa được dùng, có đúng không ạ? À, và qua các ý kiến phát biểu của mẹ con thì con trai cũng xin thay mặt cho lãnh đạo của tập đoàn Vigen tại bên phía Hàn Quốc, cũng như lãnh đạo của tổng công ty Vigen tại Việt Nam, thì cũng cá nhân con trai và cũng như con trai khi một con gái tươi ở đây, cũng xin kính chúc cho mẹ có một dòng máu sạch sẽ hơn và luôn luôn bài trừ độc tố ra khỏi mạch máu của mình và ra khỏi cơ thể của mình. Và chúc cho mẹ nhanh chóng thuyên giảm những bệnh trong cơ thể của mình và sống vui, sống thọ, sống ích và sống trên 100 tuổi ạ. Trân trọng cảm ơn mẹ rất là nhiều và chúc mẹ mạch máu thật tốt đẹp hơn nữa ạ.